người ta muốn là xây cái ngôi mộ đó để tưởng nhớ bà có một cái ngôi nhà để sau này bà về đó để bà nương tựa, chứ có cái thiệt tình cái ngôi mộ nó không có xác, tức là bà nằm ở cái xác bà vẫn nằm ở dưới. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Và trong một lần về đây thì Bùi Hồ có lên một cái con đèo gọi là đèo Gù Gì. Nói về đèo Gù Gì thì chắc tất cả cô bác, quý anh chị sẽ biết đây là một trong những cái đường đèo mà nguy hiểm và gây ra những vụ tai nạn rất là nhiều. Và ngoài cái việc mà những tai nạn thương tâm ở trên cái đường đèo này, đổ dốc đường đèo này, thì nơi đây còn một cái câu chuyện bí ẩn, đó là phía trước đây là cô bác quý anh chị, đây là một ngôi mộ gió. Và theo chia sẻ của em Nhân Gà Vlog á, thì ngôi mộ này là ngôi mộ không có xác. Và một cái tích rất là hay liên quan đến ngôi mộ này. Hôm nay thì đến đây Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem nè. Thật ra thì ngôi mộ này là của bà Phan Thị Nhung, quê của bà ở Bình Định đó cô bác quý anh chị. Và bà mất ngày 16 tháng 1 năm 1936, an táng tại đèo Gù Gì. Trong những cái đèo này thì nơi đây có rất là nhiều câu chuyện tâm linh. Và nói về ngôi mộ gió này đó, trước khi có ngôi mộ này thì có một câu chuyện là người thân của bà nằm chim bao và thấy được từ cái miếu ở dưới kia bước lên đây và đứt một cái chiếc dép thì xây mộ, và người nhà mới báo mộng là xây mộ và ở đây. Và ngôi mộ này thì được một nhà sư xây cho bà. Chúng ta thấy hình ngôi mộ rất là hoành tráng luôn nè. Ở đây thì tất cả được lót gạch men. Và ngôi mộ này thì người ta gọi là ngôi mộ gió vì ngôi mộ ở đây là không có xác. Cô bác quý anh chị thấy đây là những cái nén hương. Chắc có lẽ là những người mà họ qua đèo, họ muốn đến đây, họ cắm những cái nén hương này để cầu mong một điều bình an trong cái quá trình mà trong cái hành trình của họ. Nói về ngôi mộ gió thì ở khu vực miền Trung rất là nhiều. Và để hiểu thêm chính xác hơn thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng lên một cái ngôi chùa trên kia kìa, ngôi chùa ở đây nè, để mà gặp vị sư thầy đó kể về cái ngôi mộ này được thành lập như thế nào và tại sao lại có ngôi mộ này. Và cô bác quý anh chị thấy ở đằng xa kia có một cái tượng Quan Âm đang nhìn xuống hướng đèo á, thì chắc có lẽ là do liên quan đến những câu chuyện tâm linh như thế này nên thành thử ra là chùa mới xây một cái tượng Quan Âm nhìn xuống, mong một điều bình an cho những người đi qua đèo như thế này. Thì mời cô bác quý anh chị cùng đi theo một dòng đèo này để lên ngôi chùa đó để gặp một vị sư thầy đó kể về cái sự tích của ngôi mộ gió như thế này nha. Ngôi miếu mà trong cái đây là một trong những cái ngôi miếu rất là linh thiêng, và từ đây đến một cái ngôi mộ gió đằng kia cũng không xa lắm, và một cái sự tích cực kỳ hay ở đây nè. Và chút xíu nữa thì mình sẽ nghe kể nha cô bác quý anh chị. Thưa thầy, thì cái đèo này thì nó rất là linh thiêng, và đặc biệt khi mà nhắc đến đèo Gù Gì thì rất là nhiều câu chuyện huyền bí được thiêu dệt ở đây. Và trên cái đoạn đường mà con đi đến chùa của mình đó, thì con gặp một cái ngôi mộ, thì nghe người dân đồn thổi đây là một ngôi mộ gió và ngôi mộ không xác, thì cái sự tích câu chuyện nó như thế nào hả thầy? Nó như thế này nè, cái năm mà của cái gia đình của cái ngôi mộ đó là thầy cũng không, bây giờ nó cũng hơi lâu rồi, chỉ có ở bây giờ xuống nó thấy cái năm á, người ta để là mình biết chính xác là năm nào thì thầy cũng lâu rồi, thầy cũng không nhớ. Là trước kia là cái ngôi mộ này theo lời của đứa con đứa cháu của cái ngôi mộ đó là người đó là ở Đà Lạt mới thất lạc cái ngôi mộ này lâu rồi. Cái này là hình như là cái chế độ của thời Pháp, tức là bà cụ này hồi đó bà làm công nhân của cái hầm này, là theo lời gia đình của cái ngôi mộ này họ xuống họ nói. là họ tìm cái bà cụ này cũng lâu rồi, con cháu biết bà cụ này mất ở đây nhưng không biết cái nơi nào của bà mất, cho nên họ tìm, họ nhờ nhiều người đào kiếm nhưng mà không biết. Tự vì ngày xưa chỗ này nó cũng là cũng đa số là một cái bãi rác, cho nên nhiều lúc ta lắp rác cho nên không biết cái chỗ nào, đào mãi không thấy. Thì một hôm nọ thì gia đình của bà cụ này nằm mơ thấy bà cụ về bảo rằng là xuống Nha Trang đi xe thù lên tới ngay chỗ cái đèo Rù Rì gặp một cái miếu, từ cái miếu lên tới chỗ chùa Quan Âm gặp ông thầy, ông dẫn xuống chỉ cái miếu đó cho. Thì gia đình của họ ở Đà Lạt mới xuống đây, xuống chùa thì gặp, hỏi thầy là cái miếu nằm chỗ nào thì thầy chỉ. Thì gia đình họ mới kể rằng con có nằm thấy, đêm đó con có nằm thấy là bà cụ về nói là từ dưới miếu đi lên đó là bao nhiêu bước nè, là tới chỗ đó là bị đứt một chiếc dép, là bà nằm ngay đó. Thì sau rồi gia đình họ mới xuống cái miếu thắp nhang, thì thầy dẫn mới xuống cái miếu đó thì thắp nhang xong bắt đầu gia đình đi từ cái miếu lên tới nó, đứng đúng theo lời của trong giấc mơ mà gia đình họ kể. Thì thầy không biết là họ kể thiệt hay là họ kể thiêu dệt, nhưng mà thực tế khi mà mình thấy như vậy là chắc chắn là thiệt chứ không có thiêu dệt. Tự vì chỉ có những người mất rồi, những người có tâm linh họ muốn cho con cháu biết được là họ đang nằm ở đâu, là chỉ có họ mất họ mới biết thôi, chứ còn ngoài ra họ là người phàm không thể biết được. Thì khi kể thầy nó dẫn xuống cái miếu đó, thì từ cái miếu đó thắp nhang xong họ lên tới cái chỗ ngay chỗ mà cái mộ hiện tại đang xây là mộ đó không người, thì người ta mới đứt cái dép, thì người ta mới biết rằng là bà đã báo mộng trong giấc chiêu gì tới đoạn đó là bị đứt đôi dép, là bà nằm ngay đó. Thì bây giờ tới đó thì đứt đôi dép thì bước vào trong cái chỗ đó thì có một cái chỗ cũng trống rất là đẹp đó, thì mà muốn đào xuống để tìm cái xác bà thì chắc đào cả trăm mấy chưa có, tự nó sâu quá, cho nên người ta muốn là xây cái ngôi mộ đó để tưởng nhớ bà có một cái ngôi nhà để sau này bà về đó để bà nương tựa, chứ có cái thiệt tình cái ngôi mộ nó không có xác, tức là bà nằm ở cái xác bà vẫn nằm ở dưới nhưng mà sâu quá họ không lấy xác được. Còn cái ngôi mộ hiện tại xây thì trong đó không có xác, là một ngôi mộ gió. Thì họ mới xin nhờ thầy ở đây coi và kêu người đến để xây dùm cái ngôi mộ gió đó. Thì khi thầy xây xong cái ngôi mộ gió nó xong cho bà thì gia đình họ lên họ trả tiền thợ xây xong, họ cúng họ bái, họ xin bà về ngự tới nơi đó. Thì từ lúc đó là cứ hàng năm như vậy là con cháu năm nào cũng về tại ngôi gia cái ngôi mộ đó, trước là thắp nhang cho Phật, sau đó là xuống ngôi mộ đó thắp nhang tạo mộ cho bà cụ đó. Thì hiện tại trên cái bia vẫn có tên bà cụ và bà năm sinh, còn bà nằm ở đâu thì chắc chắn là mình không thấy cái xác, nhưng mà bà cho biết rằng là bà đang nằm ở tại đó. Từ đó là có cái ngôi mộ gió đó nó hình thành đến bây giờ. Nhưng mà nói chung ra là cũng con cháu thì năm nào họ cũng xuống, từ Đà Lạt họ xuống thì cũng có một hai đứa ở Nha Trang lên làm mộ, làm đường tạo mộ cúng tế cho bà. Đó là một cái sự tích mà cái ngôi mộ gió có hiện tại, và trong cái hiện tại đó là có cái tâm linh của người ta muốn xây ngôi mộ gió đó là trong giấc du di có thật. Tự vì người ta nói là từ miếu lên tới đoạn đó người ta bị đứt chiếc dép, đi mà tới nào khi người ta bị đứt chiếc dép là nơi đó bà đang nằm. Thì thực tế khi ta lên nó bị đứt cái dép mới biết bà đang nằm ở đó, chứ còn ngồi ra cái động đó biết cái chỗ nào là bà nằm. Nên là cái sự tích là nếu anh muốn tìm hiểu cái ngôi mộ gió đó và cái đường Đèo Rì, cái đường Đèo Rì này nó ngày xưa là nó là quốc lộ 1A, tức là chưa có một cái đường bên kia, đường bên kia là mới bắn núi, và cái đường ra ở phía nam cũng không có, hồi đó cũng chưa có đường ra phía nam, chạy từ bắc về đường Đèo Rì này chạy thẳng về tới thành phố Nha Trang. Nha Trang chạy thẳng vào Sài Gòn về cái đường 1A, đường ngã Ba Thành. Đó là chỗ đó là đường này là đường 1A chính, mà cái đường đó đường này là sinh ra tai nạn rất là nhiều. Nó có những cái đường eo rất là ngặt nghèo, nó rất là khó khăn, cho nên cái tai nạn ở đây mình chứng kiến nhiều cái tai nạn nó dễ sợ. Có một cái tai nạn nguy hiểm nhất mà một ngày là nó tới mấy trăm chiếc xe Honda té xuống vào xe hơi. Là cái miếu đó là lúc đó có một chiếc xe chở dầu ăn á. Dầu ăn hay dầu gì mới, dầu nhớt, dầu gì tới đó là nó đổ nguyên cả một cái đoạn đường đó luôn, cho nên là lúc đó là chờ xe cát họ ra họ lắp cái đó xe nó không tán, cứ xe xuống là quăng âm cái một buổi như vậy là phải trên mấy trăm chiếc xe mà bị tai nạn. Có người thì nó văng xuống núi, có người thì thắng không kịp, tự nhiên nhớt mà đang đổ đèo rồi chạy lên đèo vậy, kể cả lên đèo xuống đèo đều té, tự nhớt nó đổ xuống đó, bắt đầu cái chạy xuống nó thắng là nó quăng, bây giờ không thắng nó cũng quăng, hãy chạy lên đó là nó bị nhớt. nó quăng âm nó quăng, cái như là cái ngày đó sau rồi cái là ở đây thì mới cho mớ cát xuống đổ rồi sau xe cát nó lên nó mới đổ. Đó là cái ngày là tai nạn nhiều nhất. Nó có cái con đường đèo này nó cũng buồn bí lắm. Dạ, ở Việt Nam thì nó có rất là nhiều đèo, và đèo thì độ dốc hay độ nguy hiểm thì về cái miền Trung mình nó không bằng miền Bắc, nhưng mà đặc biệt ở cái đèo Cầu Ghì này nó xảy ra rất là nhiều tai nạn mà gùng gợn, ngay cả những bài báo họ viết rất là nhiều về cái đèo này. Thì theo thầy có thể chia sẻ em đó là về cái độ nguy hiểm của cái dốc hay là về cái phần âm? Nói chung là nó hầu như là nó hai cái nó hợp với nhau. Thứ nhất là cái đường đèo này nó không cao, nhưng mà nó bị ngặt, nó bị khúc núi. Cái đó nó cũng không nói đến cái sự nguy hiểm của nó nhiều lắm, nhưng mà hầu như nó nói về cái tai nạn xảy ra mà về cái phần âm linh. Họ chết nhiều quá, họ mới có thể là lôi kéo hoặc là họ làm cho những cái tai nạn nó xảy ra. Cái đó là nếu mà nằm về cái thế tâm linh. Nếu mình nói thực tế ra người ta cho là mê tín, nhưng mà nói về cái thế tâm linh, cái đó là nó thường xảy ra. Có những nơi tai nạn nhiều quá mà không ai cầu siêu họ, rồi cái oan hồn họ nằm ở đó, họ bị dắt dơ dắt dưỡng, họ còn đang lang thang ở nơi đó. Tức là cái xác họ thì trả về các bụi rồi, nhưng cái linh hồn họ không có nơi nương tựa, họ còn vất vưởng đó. Thì họ vẫn xô kéo để thay đổi cái này, là họ kiếm cuộc sống họ ăn, thì họ buộc phải làm những cái việc đó. Là mình nói nếu mà mình hiểu được về cái thế giới tâm linh thì cái đó nó chiếm là 5 năm với là cái sự mà ngặt nghèo của cái đèo. Cái đèo này á, đèo Cầu Ghì này, nếu mà so với những cái đèo như Hải Vân hoặc là đèo Cả, hoặc là đèo Phượng Hoàng, hoặc là đèo ở Đà Lạt, thì nó không là cái gì của mấy cái đèo đó, nó rất là ngắn và nó rất là thấp. Nhưng cái sự ngặt nghèo, cái eo của nó rất là nguy hiểm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, và theo thầy nghĩ là về cái tâm linh của những người, những oan hồn đó là nó nhiều, nó chiếm 60-70% là của cái đoạn đèo này. Thì sau này là nói chung là được ở đây là sau này cái đoạn đèo này là được, nói chung là có Quan Âm ở đây cũng độ. Khi mà thịnh vượng rồi là có những người, các vị thầy rồi ở chùa giáo hội là hàng tháng, hàng năm họ về đây họ cũng cúng cầu cho quốc thế dân an, cầu siêu. Thì từ lúc đó họ rước đi cho những cái oan hồn đó, là đến bây giờ là hầu như là còn khoảng 1-2% thôi. Cho nên đoạn đèo này không còn tai nạn nữa. Nói chung là không còn, chứ đừng nói là 1 năm 2 năm thì cũng xảy ra những cái tai nạn là những người say, những người mà người ta không làm chủ tốc độ thì có thể là xảy ra. Chứ còn như ngày xưa thì mà chưa có gì, là hầu như là thầy thấy là cái tâm linh, cái linh hồn uẩn tử của những người đó họ lôi kéo nó nhiều hơn là cái đoạn đường nguy hiểm. Từ lúc mà thầy thường về đây cúng nè, ở đây nè, rồi có những vị thầy ở giáo hội Phật giáo họ về đây họ cúng cái ngày 19 tháng 2 ngày lễ vía Quan Âm, thì họ cầu siêu, thì người ta cầu siêu nhiều là nhờ tất cả các vị đó họ về họ cầu siêu. Cho nên là những oan hồn đó người ta quay đầu ta về ta tu hết rồi, cho nên là hầu như cái đường đèo nó không còn nữa cho đến bây giờ. Vậy thì nếu như mà cái vách chỗ tường này đây thì tượng Quan Âm ở đây thì nhìn lớn, vậy thì phải tượng Quan Âm ở đây thì phải đang cầu siêu, đang kêu gọi những dông hồn hồi hướng, đúng không? Đúng rồi, ở đây là đa số chỗ này là tất cả các dông hồn, các oan hồn, các những cái vị mà họ đang lạc lõng, hoặc là những người không có nhà cửa, những người không có nơi để người ta về, thì cũng nhờ ở Quan Âm này thường cầu siêu rồi cho họ mới tập trung về, họ theo Phật, họ quy y theo Phật, rồi họ mới không còn để mà nằm ở cái cõi giới trần gian này để quậy phá, hoặc là cái gì cũng vậy. Ở đâu cũng vậy, điều cái là nhiều lúc mình không hiểu thì mình cho là mê tín, nhưng cái này là thực tế, không phải là mê tín. Tức là ông bà của mình cũng vậy, những oan hồn cũng vậy, nếu không có nơi để tựa, không có người cúng thì họ đói, họ khát, hoặc lang thang thì họ buộc phải quậy phá, cũng như người phàm mình vậy thôi, biết không? Nếu có nơi ở đàng hoàng, có người giáo dục thì họ không thể nào là người xã hội được. Cho nên là cái thế giới tâm linh nó cũng như vậy. Cho nên là khi mà cái đèo này được thịnh vượng và con đường này không còn tai nạn, cũng nhờ thứ nhất là đại lực của Quan Âm, thứ gì là các thầy họ về đây họ cúng, rồi thầy ở đây là hàng tháng, hàng ngày thường tụng kinh để cầu siêu, để cho các oan hồn đó họ theo Phật, họ theo mẹ, họ quy y, họ tu thôi. Cho nên đến ngày hôm nay là đoạn đường này không còn cái sự mà phá hoặc là cái sự mà tai nạn nữa. Như hồi trước đó, mà cái đoạn đường từ đầu dốc mà xuống đây là những em bé mà bị phá thai, những đứa đó là nó rất là đông, rất là nhiều. Nhiều lúc mà thậm chí đi từ dốc mà xuống đó, là có những em bé ra họ đẩy xe chạy ao ao, thắng cũng không đứng. Họ đẩy xe nhưng không tai nạn, tức là họ đẩy xe là họ đùa giỡn. Còn những lúc mà mình lên trên dốc đang chạy là kéo xe ơi, mình vẫn thấy con người mình nó lạnh là mình biết liền. Nếu mà anh đi tới bình thường mà anh đi ngang cái chỗ cái nào á mà anh thấy tự nhiên con người mình đang đi xe mình lạnh người á, là anh sẽ nhìn lại thấy chỗ đó sẽ có một là có cái trang là có người đã chết ở đó. Họ cũng như mình thôi, họ ra họ đứng đó, họ có thể chào mình thì mình nghe đi ngang chỗ đó mình thấy lạnh người, mình đi giơ tay A Di Đà Phật, tức là chào họ, là mình qua những cái miếu đó mình bóp còi tin để mình báo hiệu là mình qua cái đoạn đường đó. Đôi lúc là mình cũng là một cái điều may mắn là họ có thể che chở cho mình. Còn nhiều lúc mình đang đi như thế này, mình ra mình đang lạnh người thấy một cái miếu, mình vô tình thôi thì mình nó tục hoặc là mình khạc nhổ bậy bạ thì chúng họ đó họ có thể là làm cho mình tai nạn đó. Nên là cái đó là tôi cũng có thể là hiểu biết về cái chuyện đó, có nhiều cái thực tế là như vậy. Cho nên nó mới có cái chỗ đường đèo này mà có gọi là có tiếng ở Nha Trang Việt Nam mình là cái đoạn đèo Rù Rì này, nó ngắn nhưng nguy hiểm. Thầy thì cho con thỉnh thầy là việc mà cái đèo nguy hiểm về tai nạn, về phần âm thì về cái thế giới thực tại á, thì đây là cũng một trong những cái độ nguy hiểm về xã hội, về độ cướp giật đó thầy. Thì thầy là một bậc tu thì ở đây nếu thầy có gặp khó khăn nhiều này. Nói chung là khó khăn thì trước kia rất là khó khăn. Nếu mà nói về hồi trước kia lúc mà thầy vừa mới về đây á, thì cái nơi nào cũng vậy. Nếu mà mình sống mà có những người ta thông cảm, người ta thương, người ta mến, người ta trọng mình, thì cái chỗ đó nó sẽ được hòa bình. Mà cái nơi nào mà cảm thấy mình về mình ở mà không thương, không trọng, không mến mình thì chỗ đó rất là khó khăn. Cho nên nói về nó có đoạn đường đèo này á, thì nó rất là có tiếng. Ngày xưa là cướp giật nè, rồi nó rất là nhiều tai nạn cướp giật, là đoạn đường đèo Rù Rì này nói chung là khỏi nói rồi. Nói chung là rất là có tiếng, cứ 1-2 giờ sáng, 12 giờ khuya hoặc là 4-5 giờ sáng các anh chị em buôn bán đi ngang qua đường đèo này là đa số phần nhiều 10 người là bị cướp giật hết 8 người, 9 người. Nó gây ra những cái tai nạn, những cướp giật là chữ là nhiều. Sau này nói chung là thầy về đây thì chủ trì ở nơi này từ từ 2002 cho đến bây giờ thì đa số phần nhiều các anh em, các chiến hữu, những người mà người ta lỡ lầm bước hoặc là những người ta không có giác ngộ thì họ gây ra những cái vụ cướp giật đó không còn nữa. Nói chung là họ cũng mến mình, họ cũng có thể thương mình mà họ không có gây ra cái sự cướp giật mang tai mang tiếng ở đoạn đường đèo này. Thì cũng nhờ anh em họ cũng quý mến mình, thì họ tìm cái nơi khác họ sống, nó như vậy. Chứ con đường đèo này thì nếu mà nó ngày xưa thì rất là cướp giật rất là nhiều. Con chân thành cảm ơn thầy chia sẻ con. Chúc thầy sức khỏe an lạc. Rồi mô Phật. Thầy cũng chúc anh em nói chung là đi tới những cái nơi tâm linh và những cái nơi huyền bí để mà lên những cái chương trình này để cho được tốt đời đẹp đạo, chứ không phải là chúng ta ngồi nói đây để quảng bá hoặc là để mê tín hoặc là để kêu gọi cái sự cuồng tín nào bất cứ việc gì. Tức đây là cái sự người thật việc thật, tức là có thật ở cái đoạn đường đèo này. Nói chung là về cái mà thế giới tâm linh nó có thật chứ không phải là mê tín. Cái mê tín nó khác nhưng cái này là có thật. Mô Phật. Dạ thầy, trước khi kết thúc thì thầy cho con hỏi một câu nữa. Đối với những người mà đã từng cuộc sống đã từng lầm lỡ thì sống trong xã hội từng lầm lỡ thì họ muốn buông bỏ để về đến cửa Phật thì nó khó lắm không thầy? Nói chung là bây giờ thầy nói cái mà những con người mà lầm lỡ, những anh chị em mà hảo hán, những thành phần mà nói chung là không tốt ở xã hội này, nếu mà về với cửa Phật nó cũng rất là khó nhưng mà cũng rất là dễ. Cái khó là như thế này, cái khó nếu mà chúng ta không có nhân duyên với Phật, chúng ta về với cửa Phật nhất thời, chúng ta về với cửa Phật để trốn tránh, chúng ta về với cửa Phật để mà làm những điều không tốt thì rất là khó. Tự vì con đường về với Phật, tuy rằng Phật không dạy cho ta điều gì, Phật không bắt ta phải từ bỏ cái xã hội xấu mà về với là cái tốt, Phật cũng không bảo ta từ cái tốt mà trở về cái xấu, Phật không nói điều gì hết. Nhưng mà Phật sẽ dạy cho ta những cái điều mà chính ta nhìn thấy Đức Phật, một cái pho tượng, một cái kim thân của Phật, một cái uy nghi của Phật mà trong cái tâm linh của chúng ta đã có nhân duyên, thì cái tu của con người quay về cái thế giới tâm linh với thế giới Phật này rất là dễ dàng. Ví dụ điển hình như ở đây, thầy nói điển hình như thầy ở đây là nếu một con người mà xấu xa nhất thì chắc thầy là người xấu xa nhất, thầy là con người không thể tốt được. Mà tại sao ngày hôm nay được ngồi với Phật, được nhiều người, người ta mến, người ta kính, người ta trọng mình, không phải là mình giỏi, mình tài, không phải mình vậy, nhưng mà nói chung là mình cũng có nhân duyên với Đức Phật, cho nên Đức Phật sẽ, người ta nói quay đầu là bờ. Nếu anh biết quay đầu thì trước mắt anh là bờ, nhưng mà khi mình bước lên tới bờ không phải là dễ. Nếu mình bước lên trên bờ mà bước cho đúng thì cái đường bờ lúc nào nó cũng rất là tốt cho mình. Nếu mà mình bước lên trên bờ mà mình không bước đúng á, mình bước lên để mà trốn tránh, là bước lên để lợi dụng cái gì, thì chắc chắn trước cái vũng bờ đó là một vũng bùn. Mà khi mà anh lọt vào vũng bùn thì anh khó kéo lên. Cho nên nếu mà nói thẳng ra là các anh em, mình muốn kêu gọi tất cả các anh em, những người đã lầm lỡ, những anh chị ở ngoài xã hội mà muốn về tu, muốn quay về với cửa Phật, nếu đúng cái tâm thì rất là dễ, không có cái gì khó. Tự Phật lúc nào cũng mở cửa rộng đón, Phật lúc nào cũng đón những người sai, còn những người đúng là khỏi cần. Tự họ đã đúng rồi thì Phật muốn vào cũng được, muốn không cũng được, ở nhà họ cũng đúng, lên chùa họ cũng đúng. Cho nên cửa Phật lúc nào cũng mở cửa đón những người sai trước, thì họ không cần những người đúng. Cho nên là các anh em, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình sai, những mình làm việc xấu ở xã hội, mình vào để mình quy y, hoặc là mình vào mình muốn giác ngộ, hoặc là mình bỏ tất cả những cái việc xấu ở xã hội, về với Phật được không? Tất cả là đều được hết. Tức là nếu mình đã có tâm muốn quay về với Phật để chúng ta tu, để làm cho cái xã hội này, để làm cho cái Phật của mình được hàng ngày tăng trưởng, thì chúng ta cứ tự nhiên thả hết tất cả những cái việc gì xấu xa của mình, quay về Phật là lúc nào cũng tốt. A Di Đà Phật. Dạ con chân thành cảm ơn thầy chia sẻ rất là. Con cảm ơn thầy. Dạ.